Hôm nay mình cũng đang đến nhà khách kiểm tra một cái máy giặt Samsung lòng ngang inverter loại máy 10 kg. Máy này là đang báo lỗi chữ VGC không giặt được. Thì đối với cái dòng máy Samsung lòng ngang inverter như thế này thì có rất nhiều cách kiểm tra để mà xem máy bị lỗi gì mà khắc phục sửa chữa hiệu quả nhanh. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái máy giặt Samsung lòng ngang inverter. Máy này là khách báo bị lỗi không giặt được. Clip này hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người các bạn xem. Anh em nào biết rồi xin bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Thì đối với cái dòng máy như thế này, khi báo lỗi chữ VGC thì đầu tiên trước tiên tháo máy á thì mình cũng để test cắm điện test thử như thế nào có đúng như lời khách báo hay không để mà kiểm tra. Thì khi những dòng máy thế này mà nó báo lỗi á thì anh em đừng nên vội mà vàng tháo banh máy nha mọi người, rồi bắt đầu mở nguồn, rồi bắt đầu mình bấm start nha mọi người. Rồi khi mà bấm chữ Start thì mọi người nhìn thấy trên màn hình đang báo lỗi chữ VGC thế chưa? Thì cái triệu chứng của cái máy báo lỗi VGC thế này thì nó có nguyên do khách giặt đồ quá nhiều thì đồ nó sẽ bung cái nắp cửa ra nó không gan được, hoặc khóa cửa không móc được, không gài vào được, hoặc là cái công tắc nhấn cửa lâu ngày nó bị ten thì nó vẫn báo lỗi VGC cho mọi người. Đây là khóa cửa. Khi mà cái nắp đóng vào mà không dính khít đó, thì nó vẫn bị báo lỗi như thế này. Mình nói chung là trên kênh mình chia sẻ hướng dẫn rất nhiều nha mọi người. Hôm nay hơi bị khan tiếng cho nên mình giọng nói mình hơi bị khác. Thì anh em nhìn ở trên cái khung cửa đó, nó trên cái cửa nó có một công tắc nhấn nha mọi người, cái đó cũng rất là quan trọng đó, thì anh em mới cần lưu ý. Rồi mình đóng, mình bấm lại thử một lần nữa xem. Thì màn hình đang hiển thị là báo VGC nha. Thì phương pháp như thế này kiểm tra cũng rất là đơn giản mọi người. Thì anh em nhìn là có hai cái trên cái chốt cửa nó có hai công tắc nhấn, và đồng thời và ngay chỗ cái cánh cửa nó anh em xem nó có một cái nút nhấn đẩy vào mọi người. Thì đóng cửa vào là cái nút đó nó ăn điện nha. Thì bây giờ trước tiên mình phải tháo cái nắp cốp trên trời ra, mình kiểm tra thử là bị sao nha mọi người. Tháo sâu đây mọi người. Đẩy cái nắp sâu đây nha mọi người. Rồi, máy nó như thế này. Thì ở đây mọi người nhìn thấy nó có một cái khóa cửa như này mọi người. Khóa cửa nằm dưới. Còn ở đây nó có một cái con tắc cửa nè. Đối với dòng Samsung đời này nó có con tắc cửa nằm ở đây nha mọi người. Thì đối với cái báo lỗi mà VGC thì trước tiên anh em kiểm tra công tắc này, coi có bị hay không. Để mình rút cái sóc ra. Tại đối với cái trường hợp của máy này thì ngày xưa mình cũng làm một cái là cái sóc nó bị te, nó còn bị là báo lỗi VGC nha mọi người. Cắn hay cắn thôi.
đây. Về cái con nút bên nhà em rồi. Đây. Rồi bây giờ mình mở cái nút nhấn của con tắt cửa này ra như thế nào. Mở trước đây. Kiểm tra bị ten hay không. Thì anh em nào mà chưa biết thì vào kênh danh sách khác của mình, mình cũng sửa rất nhiều dòng máy từ mono đến từ cơ rồi. Mình tháo phụ kiện vào đầu mình ra xong mình rút luôn. Một tay quay sẽ hơi khó, thử chịu khó chút. Rồi, rút lên này. Mình rút cái sóc ra cho mình kiểm tra. Đèn rút cái sóc ra như nhiều người. Để mình đo thử cái chốt con tắc này thử. Video này là mình đang làm sửa tại nhà khách nha mọi người. Đang làm sửa tại nhà khách thử mình kiểm tra. Mình đút chốt vô. Rồi bắt đầu mình kiểm tra đo cái con tắc cửa mọi người. Mình nó bóp như thế này, khi đóng cửa vào là nó phải như thế này nha mọi người. Hiện tại giờ công tắc này nè, anh em nhìn nè. Nhìn cái đồng hồ là thấy là mình khi mà có cửa đóng vào là nó dập cái công tắc này vào. Là lên kim thấy không? Bung cái này tắt. Đối với trường hợp mà nó báo sẽ báo lỗi là VVC nha. Đó, anh nhìn mọi người nhìn đồng hồ lên kim nè. Đó, bóp thẻ nè. Thì cái công tắc này thì do khách giặt lâu ngày nó bị là ten mấy cái sóc chân trong này nha mọi người. Ten mấy sóc chân. Thử đối với dòng Samsung lòng ngang inverter cái loại đời model này thì nó có cái công tắc nhấn như này nè. Thì anh em ghi gặp trường hợp báo lỗi thì anh em đi kiểm tra như mình. Thì bây giờ mình chỉ cần làm vệ sinh mấy cái chân sóc lại như xem như thế nào. Anh em làm lấy cái tục vít chè mấy cái chân lại nha mọi người. Lâu ngày nó bị ten, nó sẽ bị báo lỗi. Làm sạch sẽ mấy cái chân này được. Rồi bây giờ mình cầm đo lại cái nữa để chính xác. Đơn kim nha mọi người, nhìn cái đồng hồ. Thì bóp lại, khi đóng cửa nó bóp lại là lên kim. Là mới đúng. Còn nó không lên kim là chứng tỏ hư nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình ráp lại xem sao. Rồi bắt đầu bây giờ mình đút sắt vào nha mọi người. Chắc thử. Nó cấn hơi khó nha mọi người. Rồi, nhét luôn gì mọi người. Bỏ xuống. Lật đưa cái chốt ra. Rồi sau khi mình ráp xong thì anh em nhìn là cái công tắc nó phải lồi đi như thế này nha mọi người. Lồi thế này. Khi mà cái này đóng vào thì nó sẽ ấn công tắc này vào nha mọi người. Đó làm đi như mình. Rồi đẩy gì nè. Nóng gì mà chính xác nha mọi người. Rồi đầu mình bấm thử coi. Thử coi còn báo lỗi chứ VCC nữa không?
Rồi hiện tại giờ là anh em xem là máy này nó không còn báo lỗi dê dê xê nha mọi người. Bây giờ là công tắc cửa, khóa cửa là đóng lên cái nút đỏ đàng hoàng nè, lên chấm đỏ nè, nó không còn bị là báo lỗi nữa nha. Thì anh em có gặp những clip mà gặp những cái máy Samsung cái đời này thì anh em làm y như mình. Đó, bây giờ máy chuẩn bị đang lấy nước. Mà mấy anh em nhìn bắt đầu máy đã quay nè. Đó, nước đang vào mọi người. Đó, nước đang vào á. Để mình coi nó giặt như thế nào. Rồi máy bắt đầu đang xoay nha mọi người. Rồi bấm qua tắt, bấm qua chương trình vắt luôn. Kiểm tra vắt luôn nha mọi người. Anh em mà bấm, nếu mà máy này để tốc độ từ 800 đến 1200 là vừa. Rồi. Rồi bắt đầu nước đang bơm nha mọi người. Đang bơm ra. Rồi máy bắt đầu đồng hồ hiển thị đang nhảy xuống số 12 nha mọi người. Rồi máy bắt đầu đang quát nè. Thì bắt đầu nó nhảy xuống tầm số 9. Đầu đầu máy tăng đua. Trong clip trước mình cũng chia sẻ với anh em là máy mà tại sao mà máy mà nhảy từ số 9 là không tăng tua, thì clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. Đó, máy bắt đầu là chạy nha mọi người. Rồi máy đồng hồ hiển thị đang nhảy còn vị trí số 10 nha mọi người. Máy bắt đầu đang tăng tốc nè. Máy tăng tua số 9. Số 9 rồi. Ok. Rồi là máy này đang hiện tại là hoạt động tốt nha mọi người. Không còn báo lỗi VGC nữa. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm một like, đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.